Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về tác dụng cũng như là giá của dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc. Thưa các bạn, dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Với thành phần được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi kết hợp với các loại dược liệu quý hiếm khác, thế nên dòng, phần, dòng sản phẩm này thì mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời trong sức khỏe đối với người dùng. Đối với người già, trong quá trình sử dụng sản phẩm này, nó không chỉ là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, ngăn chặn các căn bệnh về già mà nó còn giúp là tăng cường thể trạng cũng như là sức đề kháng. Đối với những người thường xuyên ốm yếu hay là có thể trạng yếu kém thì khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ giúp là tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cũng như là khiến cho họ ăn ngon ngủ ngon hơn, từ đó tăng cân dễ dàng hơn. Đối với phụ nữ khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc này thì sẽ tốt cho quá trình làm đẹp, ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chị em phụ nữ, đồng thời khiến cho da rẻ của họ được hồng hào hơn cũng như là sức khỏe của họ được tốt hơn. Còn đối với nam giới, khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 này, nó không chỉ tốt cho hệ sinh lý mà còn tốt cho chức năng sức khỏe của họ cũng như là ngăn chặn các căn bệnh, loại bỏ độc chất độc hại từ khói thuốc lá hay là rượu bia. Chính vì vậy đây là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều người sử dụng hiện nay với những công dụng tuyệt vời của nó. Và với dòng sản phẩm này thì cách sử dụng vô cùng là đơn giản. Mỗi ngày chúng ta sẽ dùng 2 lần uh, sau bữa ăn khoảng 20 phút và mỗi lần dùng thì chúng ta sẽ có thể là pha với mật ong hoặc là đường tùy theo khẩu vị của mình. Và với giá của dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 này thì cũng vô cùng là hợp túi tiền Với một hộp 4 lọ như bên cạnh kiểu Oanh đây Với 4 lọ thủy tinh như thế này thì chỉ có giá 1 triệu 7 thôi Vâng chỉ có 1 triệu 7 thôi ạ à. Và với 1 triệu 7 này thì chúng ta sẽ sở hữu 4 lọ cao hồng sâm nhỏ như thế này Và với mỗi một lọ như thế này thì chúng ta sẽ dùng được trong khoảng từ 3 cho đến là 4 tháng và chỉ với 1 triệu 700 nghìn với một lọ cao hồng sâm nhỏ như thế này thôi Chúng ta đã có thể là tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại rồi à, Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất Thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ Là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 Phương thức thứ hai các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm Cao Hồng Sâm 365 đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.